Cảm xúc của Dũng cũng như là tất cả anh em toàn đội thì khi mà được ra mắt huấn luyện viên Đức Thắng thì toàn đội rất là vui vì Đức Thắng là trước đây đã từng đào tạo những lứa của Dũng cũng như các em nhỏ một khoảng thời gian dài từ thời còn u trẻ. Nhưng bây giờ chú đã trải qua nhiều cái làm rất nhiều câu lạc bộ và Dũng và cả đội rất là hào hứng khi mà được chuẩn bị được làm việc trực tiếp với cả chú Đức Thắng. Mùa giải vẫn còn diễn ra rất là dài và mục tiêu của toàn đội đấy là sẽ cố gắng lấy lại được cái phong độ cũng như là vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Cũng rất trong cái thời gian này thì có thời gian nghỉ cho đội tuyển quốc gia thì toàn đội sẽ cố gắng tập luyện, nỗ lực tập luyện và sẽ cố gắng cùng chú Thắng để xây dựng lại cũng như là làm mới lại lấy tinh thần toàn đội lại để quay lại cái chiến dịch sắp tới. Dũng nghĩ thì hiện tại bây giờ thì toàn đội sẽ phải làm việc nhiều hơn, tập luyện, nỗ lực tập luyện trên sân để chuẩn bị thật là kỹ để mùa giải khi mùa giải quay trở lại thì toàn đội sẽ cố gắng làm tốt nhất những cái gì mà toàn đội sẽ tập luyện với những giáo án mới của huấn luyện viên mới. Những cái buổi gặp mặt đầu tiên hôm nay thì chúng Thắng cũng đã nói chuyện rất là cởi mở để các cầu thủ cũng như là ban luyện hiểu được những gì đội đang khó khăn, những cái gì mà đội cần phải làm như bây giờ, đấy là sẽ phải chuẩn bị, hầu như là chuẩn bị lại từ đầu để khi mà giải đấu trở lại thì các đội sẽ cố gắng quay trở lại những cái gì mà toàn đội đã làm được tốt nhất các mùa giải vừa qua. Đối với Dũng và toàn đội mong chờ đấy là toàn đội sẽ cố gắng xây dựng lại được cái lối chơi mới cùng chú Thắng, sẽ cùng cả đội sẽ tập luyện thật tốt, nỗ lực tập luyện từng ngày để khi mà giải đấu trở lại thì toàn đội sẽ trở lại với bộ mặt khác hơn để có được kết quả tốt hơn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.